Chào mừng tất cả các em đã đến với lớp học online môn mỹ thuật khối lớp 8. Trước khi các em bắt đầu vào bài học mới thì cô sẽ củng cố lại một số kiến thức ở bài trước. Tiết trước, các em đã được học sơ lược về mỹ thuật hiện đại phương Tây từ cuối thế kỷ thứ 19 đến đầu thế kỷ thứ 20. Mỹ thuật hiện đại phương Tây từ cuối thế kỷ thứ 19 đến đầu thế kỷ thứ 20 có 3 trường phái hội họa tiêu biểu, đó là trường phái hội họa ấn tượng, trường phái hội họa giả thú và trường phái hội họa lập thể. Đây là những trường phái xuất hiện rất là nhiều những cái họa sĩ và tác phẩm nổi tiếng đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền mỹ thuật hiện đại. Đây cũng là những trường phái mà các họa sĩ trẻ không chấp nhận lối vẽ kinh điển, họ đòi hỏi tranh vẽ phải có sự chân thực, khoa học hơn trên cơ sở của sự quan sát và phân tích thiên nhiên. Và đặc biệt, trong những trường phái này, chúng ta sẽ nhấn mạnh đến trường phái hội họa ấn tượng. Đây là trường phái ra đời từ những năm 60 của thế kỷ thứ 19. Hội họa ấn tượng đổi mới kỹ thuật vẽ, thu ngắn nét bút, chú trọng diễn tả màu sắc, ánh sáng, vẽ trực tiếp trước thiên nhiên, bản màu trong sáng và phong phú. Về chủ đề gắn liền với cuộc sống đương đại, hội họa ấn tượng còn tiếp tục phát triển và biến đổi với các họa sĩ tân ấn tượng và hậu ấn tượng, có ảnh hưởng lớn đến các thế hệ họa sĩ sau này. Và để giúp cho các em có thể hiểu rõ hơn về đặc điểm của trường phái này, nắm được những cái họa sĩ tiêu biểu cũng như những tác phẩm nổi tiếng của trường phái hội họa ấn tượng, thì cô trò chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu tiết học. Đó là tiết 23, bài 29, Thưởng thức mỹ thuật. Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của trường phái hội họa ấn tượng. Bài học này các em sẽ được tìm hiểu hai phần. Phần thứ nhất, các em sẽ tìm hiểu về các họa sĩ tiêu biểu của trường phái hội họa ấn tượng. Các em sẽ tìm hiểu 4 họa sĩ tiêu biểu. Thứ nhất là họa sĩ Monet. Thứ hai là họa sĩ Manet. Thứ ba là họa sĩ Van Gogh. Và thứ tư là họa sĩ Seurat. Phần thứ hai là các em sẽ được tìm hiểu về các tác phẩm tiêu biểu của những họa sĩ này. Đó là tác phẩm ấn tượng Mặt trời mọc, tác phẩm Buổi hòa nhạc ở Tuileries, tác phẩm Hoa diên vĩ, và cuối cùng là tác phẩm Chiều chủ nhật trên đảo Grand Jatter. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu nội dung đầu tiên. Đó là các họa sĩ tiêu biểu. Các em sẽ được tìm hiểu về họa sĩ Monet. Họa sĩ Monet sinh năm 1840, mất năm 1962. Ông là một họa sĩ người Pháp. Ông là người say mê với những khảo sát, khám phá về ánh sáng, màu sắc. Ông vẽ nhiều lần một đối tượng với những không gian, thời gian khác nhau và thích thú với sự phát hiện riêng biệt khi vẽ lại. Tranh của ông có sự tươi tắn, thoải mái trong bút pháp, màu sắc tự tin, gây ấn tượng mạnh mẽ. Những tác phẩm tiêu biểu của họa sĩ Monet đó là tác phẩm Hoa súng, Nhà thờ lớn Rouvan, ấn tượng Mặt trời mọc, Những thiếu phụ trong vườn và nhiều tác phẩm nổi tiếng khác. Và bây giờ cô sẽ cho các em xem một số các tác phẩm nổi tiếng của họa sĩ Monet. Đây là tác phẩm Đống cỏ khô. Tác phẩm Nhà thờ lớn Rouvan, một tác phẩm rất là nổi tiếng của họa sĩ Monet. Và tác phẩm Ấn tượng Mặt trời mọc, đây là tác phẩm được sử dụng để làm tên gọi cho trường phái hội họa ấn tượng. Và đồng thời, như đã giới thiệu lúc nãy, các em biết là họa sĩ Monet cũng là một người rất là thích vẽ lại những cái tác phẩm của ông. Có những tác phẩm ông vẽ nhiều thời gian trong ngày, và ở những thời khắc khác nhau, ông lại phát hiện ra những cái điểm đặc biệt thú vị của những tác phẩm này. Và đó cũng là cái phong cách sáng tác của họa sĩ Monet. Chúng ta tìm hiểu sang họa sĩ thứ hai, đó là họa sĩ Manet. Đây là chân dung của họa sĩ Manet. Ông sinh năm 1832, mất năm 1883. Ông là họa sĩ người Pháp, là người có học vấn uyên bác, là một bậc thầy uy tín.
Ông được mệnh danh là ngọn hải đăng của hội họa ấn tượng, là người dẫn dắt các họa sĩ trẻ vẽ về các chủ đề sinh hoạt hiện đại và sáng tác bằng thực cảm nhạy bén. Những tác phẩm tiêu biểu của họa sĩ Manet như Gia đình Monet trong vườn, Buổi hòa nhạc ở Tuileries, Olympia, Bữa ăn trưa trên cỏ và nhiều tác phẩm nổi tiếng khác. Rồi bây giờ cô sẽ cho các em xem một số các tác phẩm nổi tiếng của họa sĩ Manet. Đây là tác phẩm Gia đình Monet trong vườn. Đây cũng là một tác phẩm rất là nổi tiếng của họa sĩ Manet. Đây là tác phẩm Buổi hòa nhạc ở Tuileries. Chúng ta cùng tìm hiểu sang họa sĩ thứ ba, đó là họa sĩ Van Gogh. Đây là chân dung của họa sĩ Van Gogh. Ông sinh năm 1853, mất năm 1890. Là một họa sĩ người Hà Lan, là một trong những họa sĩ hậu ấn tượng vĩ đại nhất. Tác phẩm của ông có sự ảnh hưởng sâu rộng đến các thế hệ họa sĩ sau này. Hội họa của ông là sự đối chọi của những mảng màu nguyên chất, những nét vẽ dữ dằn. Họa sĩ Van Gogh cũng là người rất là nổi tiếng, vẽ nhiều bức tranh về phong cảnh. Những tác phẩm tiêu biểu của họa sĩ Van Gogh như là Hoa hướng dương, Hoa diên vĩ, Đôi giày cũ, Lúa vàng, Quán cà phê đêm, Cây đào ra hoa và còn rất nhiều những tác phẩm nổi tiếng khác. Và bây giờ cô sẽ cho các em xem một số các tác phẩm nổi tiếng của họa sĩ Van Gogh. Đây là tác phẩm Hoa diên vĩ. Ông đã vẽ rất là nhiều những tác phẩm về cái chủ đề là hoa diên vĩ. Tác phẩm Quán cà phê đêm. Tác phẩm Hoa hướng dương. Tác phẩm Cây đào ra hoa cũng là một tác phẩm rất là nổi tiếng của ông. Tác phẩm Chân dung tự họa. Và họa sĩ thứ tư mà các em tìm hiểu đó là họa sĩ Seurat. Họa sĩ Seurat sinh năm 1859, mất năm 1891. Ông là một họa sĩ người Pháp và là họa sĩ nổi tiếng của trường phái hội họa Tân Ấn Tượng. Năm 1880, ông bắt đầu vẽ ngoài trời. Họa sĩ Seurat cũng là người thích nghiên cứu khoa học về lý thuyết và cách phân giải màu sắc trong tranh. Vì vậy, người ta gọi ông là cha đẻ của hội họa điểm sắc. Các tác phẩm tiêu biểu của họa sĩ Seurat như Chiều chủ nhật trên đảo Grand Jatter, rồi Tắm ở Admine hay tác phẩm Phòng ăn và còn nhiều những tác phẩm nổi tiếng khác có giá trị nghệ thuật sâu sắc của họa sĩ Seurat. Cô sẽ cho các em xem một số các tác phẩm nổi tiếng của họa sĩ Seurat. Đây là tác phẩm Tắm ở Admine, một tác phẩm rất là nổi tiếng của ông. Tác phẩm Chân dung họa sĩ Seurat. Hai tác phẩm Chiều chủ nhật trên đảo Grand Jatter. Như vậy các em đã tìm hiểu được về các cuộc đời, sự nghiệp sáng tác và các tác phẩm tiêu biểu của các họa sĩ thuộc trường phái hội họa ấn tượng. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu các tác phẩm tiêu biểu của những họa sĩ này. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu tác phẩm Ấn tượng mặt trời mọc của họa sĩ Monet. Cô mời các em hãy cùng quan sát bức tranh Ấn tượng mặt trời mọc, một tác phẩm rất là nổi tiếng và được sử dụng lấy làm tên gọi cho trường phái hội họa ấn tượng. Tác phẩm này ra đời vào năm 1872 tại cảng Le Havre ở Hà Lan với chất liệu là sơn dầu. Về nghệ thuật diễn tả, họa sĩ đã sử dụng nét bút ngắt đoạn để tạo được sự sống động. Về màu sắc, thiên nhiên như còn mờ hơi sương và từ từ bừng sáng lên. Ý nghĩa của tác phẩm này, nó mở đường tiên phong cho trường phái hội họa ấn tượng và phong cách nghệ thuật Monet. Quan sát tác phẩm Ấn tượng mặt trời mọc cũng như tìm hiểu những cái tư liệu về tác phẩm này, các em có thể thấy được tác phẩm ấn tượng mặt trời mọc của họa sĩ Monet được xem là một tác phẩm điển hình. Và toàn bộ cái phong cảnh cảng Le Havre ở Hà Lan
như bị nhấn chìm trong sương mù, tất cả là xám xám xanh xanh, còn lại như cố tình bị xóa nhòa bởi những cái lớp màu không cụ thể. Và các em phải nhìn thật kỹ, thật sâu, xuyên qua những lớp sương đó mới có thể hình dung ra hình dáng của những con tàu cuốn buồm. Sẽ có một vài ống khói của tàu chạy bằng hơi nước, rồi các cột khói đó lại như lan tỏa, hòa quyện vào sương mù ở đằng xa. Ngay cả chiếc thuyền con rõ nét nhất ở phần tiền cảnh của bức tranh cũng như thách đố người xem bởi màu sắc của thuyền, của người cầm lái và bóng nó in trên mặt nước hoàn toàn giống nhau. Quan sát bức tranh, có lẽ thứ duy nhất và rõ ràng nhất ở bức tranh này đó là chấm màu vàng cam, hình ảnh của mặt trời. Và nó như xua tan đi ít nhiều cái cảm giác ảm đạm và lan tỏa thành những vệt lóng lánh in trên mặt nước, làm rạng khoảng không gian khoảng 1/3 bức tranh ở phía trên. Và hình tượng mặt trời mọc tưởng chừng như đơn giản như tên gọi, nhưng bức tranh này có lẽ đã vượt ra khỏi ngữ nghĩa giới hạn nào đó. Hình tượng mặt trời với họa sĩ Monet có thể nói là một cũng như những họa sĩ độc lập khác cùng chí hướng với ông, là những cái tuyên ngôn của một thời đại mới, thời đại của ánh sáng theo đúng nghĩa đen, khi các họa sĩ đã dám rời bỏ những cái nội thất tối tăm để ra ngoài trời vẽ cảnh trời nước mênh mông, biến ảo. Họ lấy ánh sáng làm nhân vật chủ thể, cho hầu hết đề tài, mô tả sự chuyển biến đến từng giây phút. Họ bỏ màu đen và thêm trắng tối đa trên bảng pha màu, hồng biểu hiện gần nhất với ánh sáng tự nhiên. Và đó cũng là những cái phong cách sáng tác của các họa sĩ thuộc trường phái hội họa ấn tượng. Như vậy các em đã tìm hiểu được tác phẩm ấn tượng Mặt Trời Mọc của họa sĩ Monet. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sang tác phẩm thứ hai. Đây là tác phẩm Buổi Hòa Nhạc ở Tuileries của họa sĩ Manet. Các em hãy quan sát tác phẩm này để chúng ta có thể nhận xét về tác phẩm Buổi Hòa Nhạc ở Tuileries. Thứ nhất, về hoàn cảnh ra đời, tác phẩm được vẽ vào năm 1889 với chất liệu là tranh sơn dầu. Về đề tài, đó là bức tranh này vẽ về đề tài sinh hoạt thành thị. Ở bức tranh này thì họa sĩ đã mô tả khung cảnh một buổi hòa nhạc trong vườn Tuileries. Và đây cũng là tác phẩm lớn đầu tiên của họa sĩ Manet về đời sống đô thị hiện đại. Manet đã đưa vào trong bức tranh chân dung của bản thân mình và nhiều người bạn nổi tiếng của mình. Về nghệ thuật diễn tả là nét bút dứt khoát, phóng khoáng, màu sắc là sử dụng những cái màu tươi sáng. Ý nghĩa của bức tranh này, đây là bức tranh được xem là tác phẩm mở đường cho nền hội họa mới. Các em cùng tìm hiểu sang bức tranh tiếp theo. Bức tranh số 3, đó là bức tranh Hoa Diên Vĩ của họa sĩ Van Gogh. Các em hãy cùng quan sát bức tranh Hoa Diên Vĩ của họa sĩ Van Gogh để chúng ta cùng nhận xét về bức tranh này. Bức tranh ra đời vào năm 1889 trong nhà Thương Điên. Đây là những cái năm cuối đời của họa sĩ Van Gogh với chất liệu tranh là tranh sơn dầu. Về nghệ thuật diễn tả, chịu ảnh hưởng của thể loại tranh khắc cổ Nhật Bản, sử dụng những đường viền đậm và các góc độ khác thường. Đối với màu sắc thì họa sĩ Van Gogh đã sử dụng lối tô màu không dựa theo chiều hướng của ánh sáng. Ý nghĩa của bức tranh, họa sĩ vẽ bức tranh này trong những ngày cuối đời của ông. Tuy nhiên, bức tranh vẫn thể hiện được niềm tin vào thiên nhiên và nghệ thuật của họa sĩ Van Gogh. Tiếp theo đó là bức tranh Chiều Chủ Nhật trên đảo Göran Zatter của họa sĩ Sola. Đây là bức tranh Chiều Chủ Nhật trên đảo Göran Zatter. Các em hãy cùng quan sát để chúng ta có thể cảm nhận thêm về tác phẩm này. Bức tranh Chiều Chủ Nhật trên đảo Göran Zatter được vẽ vào năm 1884 với chất liệu đó là tranh sơn dầu. Về đề tài, đây là bức tranh vẽ một cảnh sinh hoạt. Nghệ thuật diễn tả, đó là họa sĩ Sora đã vẽ hàng vạn chấm nhỏ li ti với các độ màu, độ đậm nhạt thay đổi khác nhau để tạo nên nguồn sáng và hình khối của con người và cảnh vật. Về màu sắc, là họa sĩ đã sử dụng những mảng màu để tạo nên không khí thơ mộng, nhàn nhã trong nắng chiều vàng nhạt trên đảo. Ý nghĩa của bức tranh là bức tranh này được vẽ trong vòng 3 năm và đã thể hiện được sự phân giải màu sắc của họa sĩ Sora trong phong cách sáng tác của ông. Các em đã hoàn thành nội dung của bài học ngày hôm nay. Với bài học này thì các em đã nắm được một số các tác giả
tiêu biểu của trường phái Hòa Ấn Tượng. Đồng thời các em cũng đã thể hiện cái cảm nhận của mình khi các em quan sát tiếp xúc với những cái tác phẩm của trường phái Hòa Ấn Tượng, của những họa sĩ tiêu biểu của trường phái này. Bây giờ cô có một số dặn dò về nhà đối với các em. Trước tiên là các em sẽ sưu tầm thêm tranh ảnh, tư liệu về các tác giả và các tác phẩm của trường phái Hội Ấn Tượng. Các em sẽ xem lại phương pháp vẽ trang trí, đồng thời chúng ta sẽ sưu tầm thêm tranh ảnh về trang trí lều trại để các em chuẩn bị bài cho tiết học sau, đó là tiết vẽ trang trí lều trại. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chúc các em học tập thật tốt và cô hẹn gặp lại các em ở những tiết học online lần sau. Chào tạm biệt các em.